Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Xe đạp Giá Kho. Thì nếu như các bạn là học sinh, chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe đạp có ghi đông công và mức giá dễ tiếp cận để chúng ta đi học, hoặc là bạn đang tìm kiếm một mẫu xe đạp đua giá rẻ để chúng ta tập thể dục trên đường trường, thì ok, trong video này á, mình sẽ mang đến cho các bạn là top 5 các mẫu xe đạp đua có mức giá dưới 5 triệu và cực kỳ chất lượng tại Xe đạp Giá Kho. Hãy cùng mình tìm hiểu xem 5 mẫu xe đạp đó là gì và chất lượng ra sao nhé. Bắt đầu thôi. Katani xe 2.2 phanh phụ nè và tay đề kéo, kèm theo đó là phanh địa cơ. Ở chiếc xe 2.2 này là nó sẽ có 3 dĩa và 7 tầng lip. Ok, bây giờ đi về phần khung để chúng ta có thể có một cái nhìn tổng quan hơn, thì các bạn thấy là thiết kế khung của chiếc xe 2.2 này nó sẽ có cái ống sườn tương đối vuông, và thiết kế này thì nó khá là thể thao và nhiều bạn chúng ta cũng rất là yêu thích cái kiểu thiết kế khung xe như thế này các bạn nha. Rồi, chiều cao đó các bạn có thể đi được, cái chiếc xe 2.2 này nó cũng sẽ rơi vào khoảng 1m6 1m6 nha, xe bánh là 700cc nè. Và đối với chiếc xe 2.2 này nó cũng đi đường trường được cũng tương đối tốt. Và những bạn nào mà chúng ta đang cần tìm một con xe để tập thể dục á thì tương đối ok nha. Rồi ok, thì trên xe này các bạn có thể trang bị ở đây là gọng bình nước nè, gọng bình nước. Và khi mà các bạn tập luyện á, chúng ta đỡ phải lo lắng cái việc là đem chai nước rồi để đâu. Gọng bình nước ở đây chắc chắn nè. Ok, thì khi mà các bạn mua xe chúng ta cũng được lắp sẵn một cái gọng như thế này. Về phía chất liệu khung thì chiếc xe 2.2 này chất liệu khung là khung nhôm và mối hàng chìm nè, dây cáp đi âm sườn rất là đẹp. Sơn thì sơn cũng là sơn tĩnh điện, và cái màu các bạn đang xem trong video hiện tại là màu nâu. À, màu nâu. Ngoài ra thì nó còn một vài phiên bản màu sắc khác và chúng ta cũng có thể tham khảo thêm nha. Thì đối với chiếc xe 2.2 này mức giá nó cũng chỉ rơi vào khoảng 4.7 triệu thôi. Chúng ta cũng có thể, mình nghĩ là đây sẽ một mẫu khá là phù hợp. Những bạn nào chúng ta có mức ngân sách thấp muốn sử dụng và trải nghiệm một con xe đạp đua. Tiếp tục mình cũng sẽ mang đến cho các bạn một cái mẫu xe đạp đua với mức giá chỉ nhỉnh hơn 4.3 triệu một chút, là chiếc Fascino 828. Và đây là một mẫu cũng khá là hot tại Xe đạp Giá Kho, thật sự phải nói là như vậy. Chúng ta có những điểm tương đồng như sau. Ok, đầu tiên là phanh phụ, thứ hai là tay đề kéo. Và tay đề kéo 3x7 tốc các bạn nha, tương tự như là chiếc Katani CA 2.2 hồi nãy. Đầu tiên có thể thấy là cái phần lớp dây quấn cái ghi đông á, nó sẽ hơi rít hơn một chút, và dây quấn này là dây quấn vải. Hơn nữa thì khi mà các bạn cầm nó sẽ khá là chắc tay nè. Hệ thống phanh trên Fascino 828 vẫn là phanh địa cơ. Và hệ thống truyền động thì có gì đây? Tức là bộ rúp á các bạn, là có Shimano Tunay thôi. Tầm giá này thì mình nghĩ đi bộ rúp đó là một cái điều hiển nhiên rồi ha. Tiếp tục thì chúng ta có một cái thiết kế ống sườn tròn. Đây, thiết kế này là thiết kế bản tròn. Trên xe thì các bạn cũng có thể trang bị gọng bình nước ở vị trí này, hoặc là vị trí giống đứng của xe luôn. 1m6 là đi được nha, 1m6. Và đối với cái chiếc Fascino 828 sẽ có khá là nhiều phiên bản màu sắc khác nhau và các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Nói về chất liệu khung thì khung ở đây là khung nhôm nè, mối hàng chìm, dây cáp đi âm sườn, thiết kế khá là đẹp và gọn gàng. Và đối với những mẫu xe đạp đua trong video này á, thì khi mà các bạn mua cho đến hết ngày 31 tháng 5 2024 thì chúng ta có cơ hội được giảm lên đến 100.000, kèm theo đó là cơ hội mua 3 món phụ kiện đồng giá 9, 49 hoặc 99. Chi tiết các bạn có thể comment số điện thoại hoặc là chúng ta liên hệ với lại Xe đạp Giá Kho thông qua cái màn hình nhỏ mình để trên, bao gồm trang web nè, số điện thoại nè, để chúng ta có thể có được thông tin chính xác nhất về cái mẫu xe cũng như là chương trình khuyến mãi kèm theo nhé. Tiếp tục thì mình sẽ nói về chiếc Prewheel R5000S này, một thiết kế bản dẹt. Và nếu như các bạn không thích ống tròn như là 828 hay là các bạn không thích cái thiết kế kiểu vuông vức như xe 2.2 thì chiếc R5000S này nó sẽ là một lựa chọn khá là phù hợp với các bạn nào chúng ta thích một thiết kế bản dẹt ha. Ok, sườn dẹt như thế này nè, và nổi bật tên thương hiệu Prewheel ở đây. Trên sườn xe thì các bạn cũng có thể trang bị một cái gọng bình nước. Trên sườn của xe á, thì trên cái ống giống đứng của xe các bạn cũng có thể trang bị thêm một cái vị trí trang bị thêm một cái gọng bình nước ở vị trí này luôn. Đối với chất liệu khung thì R5000S này nó có chất liệu khung là nhôm. Và cái mối hàng vây cá ở đây mình thấy được làm cũng tương đối kỹ. Phần dây cáp thì đi âm sườn như thế này nè. Đó, các bạn thấy là tổng thể nó khá là gọn gàng. Và những cái điểm giống nhau so với những cái mẫu xe trước đó thì xe vẫn được, ở đây là tay đề kéo, phanh phụ và hệ thống phanh đĩa cơ. Có lẽ cái điểm nổi bật nhất trên con R5000S này là phần hốp bánh xe. Ok, bánh trước, bánh sau các bạn sẽ thấy là nó tương đối nổi bật với phần màu đỏ ha.
đối với chiếc R5000S phiên bản màu đen, chúng ta sẽ thấy nó nổi bật có cái phần húp màu đỏ này. Ngoài ra thì chiếc R5000S nó còn một vài phiên bản màu sắc khác và các bạn cũng có thể tham khảo thêm ở trang web của xe đạp Giá Kho nha. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là chiều cao tối thiểu để các bạn có thể đi được những mẫu xe đạp đua như thế này là từ 1m6. Phần yên á, thì các bạn có thể tùy chỉnh nâng hạ làm sao cho phù hợp nhất với lại chiều cao của mỗi người. Đây là những cái lưu ý mình muốn dành cho bạn nhé. Ok, thì đây là mẫu Raywheel R5000S với mức giá cũng chỉ từ 4 củ thôi. Tiếp tục thì mình sẽ đề cập đến chiếc Babyliss BR700S. Và đây có thể nói là một trong những mẫu xe đạp đua với mức giá dưới 4 triệu mình thấy rất là ok và rất đáng để sở hữu. Thì các bạn học sinh chúng ta cũng tìm đến cái mẫu Babyliss BR700S này rất là nhiều. Chúng ta sẽ có một cái bộ khung nhôm và mối hàng chìm. Đây thiết kế thì nó khá là thời trang và cái màu sắc các bạn đang xem trong video thì thật sự nó cũng khá là năng động và thu hút nữa. Ngoài ra thì chiếc BR700S này nó còn một vài phiên bản màu sắc khác. Các bạn có thể tham khảo thêm hình trên trang web của chúng ta nha. Quay trở lại thì đối với chiếc BR700S á, nhôm các bạn thấy là mối hàng chìm nè, dây cáp đi âm sườn khá là gọn. Và thiết kế nó cái giống ngang của xe nó sẽ hơi cong nhẹ một chút và bảng này là bảng tròn các bạn nha. Rồi ok, về cái điểm tương đồng đối với những cái mẫu trước như là tay đề kéo nè, phanh phụ để hỗ trợ các bạn tập làm quen với những cái mẫu xe đạp đua có ghi đông cong quen thuộc rồi. Ngoài ra thì trang bị là phanh đĩa cơ. Về hệ thống truyền động hay là bộ rúp trên chiếc BR700S này các bạn thấy là có vẫn là 3 dĩa nè, 7 clip gạt dĩa và gạt clip đều là Shimano Tourney. Thì đối với Shimano, đây là một cái thương hiệu khá là uy tín trong việc sản xuất các phụ kiện, các bộ rúp trên xe đạp nên là các bạn có thể yên tâm về chất lượng. Và đối với bộ rúp trên con Babyliss BR700S này thì chất lượng cũng đã được kiểm nghiệm bởi khách hàng rồi nên là các bạn cứ yên tâm nha. Đây là chiếc Babyliss BR700S và tiếp tục thì mình sẽ đề cập đến chiếc Kali R2.0, một cái mẫu cũng tương đối mới tại xe đạp Giá Kho nhé. Và đây, cuối cùng, chiếc Kali R2.0. Và đối với cấu hình đó, thì nó sẽ có những cái điểm tương đồng như sau so với những cái mẫu xe mình đã đề cập trước đó cho các bạn. Đó là chúng ta sẽ có gì đây? Tay đề kéo 3x7 tốc, cặp phanh phụ. Thì tác dụng của những cái phụ kiện này mình cũng đã nói rồi. Kali R2.0 này nó là nhôm và đây là một mẫu duy nhất trong các mẫu còn lại mình thấy là nó có mối hàn. Và tuy nhiên thì cái mối hàn vây cá mình thấy được làm khá là kỹ và đẹp, thành ra là nó không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của tổng thể chiếc Kali R2 này ha. Rồi thiết kế thì khá là thể thao và cái màu sắc các bạn đang xem trong video hiện tại đây là màu xanh. Ngoài ra chiếc Kali R2.0 á, nó còn một vài cái phiên bản màu sắc khác và chúng ta cũng có thể tham khảo tại trang web của xe đạp Giá Kho nha. Ok, quay trở lại phần dây cáp đi âm sườn này nè, khá là gọn ha. Chúng ta cũng có thể nâng chỉnh chiều cao thông qua cái cốp yên. Ở đây có một cái chốt khóa nè. Về hệ thống truyền động, tức là bộ rúp đi trên con Kali R2.0 này thì nó cũng khá là cơ bản với Shimano Tourney. 3 dĩa, 7 clip, gạt dĩa gạt clip là Shimano Tourney nha. Ok, thì đây cũng là một con xe khá là ok để các bạn có thể sử dụng với những mục đích như là chúng ta cần một con xe đi đường trường để tập thể dục hàng ngày, hoặc là các bạn học sinh chúng ta thích xe đạp có ghi đông cong với một cái thiết kế thời trang á, thì Kali R2.0 cũng tương đối ổn trong tầm giá nha. Với chiếc Kali R2.0 này thì cũng đã kết thúc top 5 mẫu xe đạp đua có mức giá dưới 5 triệu dành cho những bạn chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe vừa phù hợp với ngân sách và cả nhu cầu của chúng ta ha. Vậy thì nếu như bạn quan tâm đến mẫu sản phẩm nào thì cứ đặt bên dưới bình luận và đừng quên ủng hộ xe đạp Giá Kho một like, một subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ xe đạp Giá Kho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.